Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình là sẽ nấu bún riêu chay ha. Thì hôm nay là cũng là gần tháng giêng rồi. Thì ở nhà mình là nhiều khi ăn cơm hoài thì cũng hơi ngán, cho nên là hôm nay là mình sẽ nấu một nồi bún riêu chay cho cả nhà cùng ăn luôn. Thì cái món này là giống như là mình không phải là ăn dạng như là để cái bữa chính các bạn, dạng như là mình ăn như là chiều. Ví dụ như chiều mình ăn như vậy nè, thì dạng như là ăn vừa vừa thôi, cũng không có cần phải no lắm. Thì để nấu cái món mà bún riêu chay này á, là mình rất là nhiều cái nguyên liệu dữ lắm, cho nên đó là mình không có để hết được. Thì là mình có sử dụng, mình chỉ để xương xương thôi. Như là mình nấu cái bún riêu chay á, thì là mình sẽ sử dụng đậu nành ha. Còn nếu mà mình nấu bún riêu cua đồng á, thì mình sử dụng cua. Còn cái này là mình nấu chay, cho nên là mình sẽ nấu bằng cái đậu nành ha. Với lại mình có cà chua nè, rau sống để mình ăn kèm đó. Thì với lại đậu hũ này cũng đã chiên sẵn rồi, với lại núm gơm, với lại rau này là mình nêm nếm đó các bạn, với lại hai trái chanh muối. Thì để thực hiện cái món này thì mình không có giới thiệu nhiều món như vậy, thì mình sẽ tiến hành mình sẽ xay cái phần đậu nành lên trước nha. Đậu nành đó là mình cũng đã ngâm sẵn rồi nè, thì nó cũng đã nở rồi ha. Thì giờ mình sẽ cho cái phần đậu nành này vô. Nhưng ở nhà mình đó là mình ít người hay đông người gì đó thì mình tự mình sẽ mua nguyên liệu nha cả nhà, chứ nhiều khi mình không có nhắm chừng được. Thì như nhà mình đó thì là mình nấu là 300g đậu nành, để xay nước thì mình sử dụng là 4 lít nước. Cái này mình đang xay nhiều lần á. Xay cho đậu nành cho nó nhuyễn, thiệt nhuyễn ra ha. Rồi mình cũng có để sẵn một cái nồi nè, thì mình sẽ cho đậu nành á, mình vừa xay á, mình sẽ lọc qua, mình để vào trong cái nồi nước này luôn. Cái nồi này đặng một hồi là mình sẽ nấu luôn á cả nhà. Mình sẽ cho đậu nành mình vừa xay nè, mình sẽ cho vào một cái túi lọc ha. Và bây giờ đó là mình sẽ để riêng qua một bên, rồi mình sẽ xay tiếp. Rồi bây giờ đậu nành đó thì mình sẽ xay cho đến hết cái phần đậu nành nè, và sau đó là mình sẽ dắt đậu nành một lần một luôn. Đậu nành đó là mình đã xay xong hết ha, thì bây giờ là mình sẽ dắt, mình dắt cho nó ráo, rồi sau đó thì mình sẽ xay thêm một lần nữa. Mình làm giống như là mình nấu sữa đậu nành mình uống vậy đó các bạn. Mình xay cho nó hết cái phần cái tinh bột của đậu nành nè. Đó, mình phải xay nhiều lần. Ôi cái bịch này nó bị lủng rồi, một hồi là mình phải lược lại nha. Cái này phải lược lại, nó bị lủng rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ dắt và mình sẽ xay nữa, xay đến nào, xay khi nào cho đến hết cái phần nước thôi. Rồi bây giờ đậu nành đó là mình đã xay xong ha, thì mình sẽ lược qua một cái nồi nhỏ nè, đặng coi nhiều khi còn rớt cái xác hồi nãy cái bao nó bị lủng á, cho nên đó là mình phải lược lại như vậy để cho nó kỹ, chứ để nhiều khi còn cái xác đậu nành á thì nó sẽ không có được ngon ha, nó lợn cợn á. Nè các bạn thấy cái phần bọt nào quá trời nhiều nè, một hồi là mình sẽ bỏ cái phần bọt nha. Để qua đây luôn chị coi, kể thấy bọt không à. Rồi bây giờ nè, còn cái xác đậu nành nè thì mình sẽ để dành lại, mình sẽ để vào trong tủ lạnh, ngày mai mình sẽ làm thêm một món nữa nha, chứ cái xác là mình không có bỏ nha cả nhà. Giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ bằm cái phần cà cho nó nhuyễn ha, đặng mình làm nước sốt cho nó cái phần màu á, cho nó đẹp. Cái phần hộp á thì mình sẽ để dắt vào trong một cái tô ha, tại vì cái phần hộp á nó có nước á, mình bầm vô trong cái phần cái xác cà này á thì nó nước á, nó chảy tùm lum, cho nên là mình phải dắt cái phần nước á mình sẽ để riêng. Rồi mình bầm cà xong rồi á thì mình sẽ để cái cà vào trong đó, đặng một hồi mình sẽ đi xào ha.
gà mình bằm cho nó nhuyễn nhuyễn ra. Rồi bây giờ mình sẽ xuống nhà sau là mình sẽ xào cái phần cà nè, cà lên, rồi sau đó mình sẽ cháy luôn cái phần nấm. Rồi mình sẽ cho cái phần dầu điều nè, mình sẽ cho vào trong cái chảo ha. Dầu điều nè, nãy là mình cũng thả thắng sẵn rồi. Sau đó mình sẽ cho một ít tỏi. Mình sẽ chừa lại một ít ha, một hồi mình sẽ xào nấm riêng. Xào cho nó thơm lên. Sau đó mình sẽ bỏ để cà nè, để vào đây. Rồi mình sẽ cho gia vị nha. Đây là mình sẽ cho một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê hạt minh chay. Một muỗng cà phê đường. Bột ngọt thì nửa muỗng cà phê thôi. Bây giờ mình sẽ xào lên. Xào cho nó thấm cái gia vị nè vào trong cà. Sau đó mình sẽ để riêng một bên. Rồi mình sẽ bắt thêm một cái chảo nữa đặng mình sẽ xào nấm nha. Nấm mình sẽ xào riêng luôn chứ mình không có xào chung với trong cà nha. Rồi mình cũng bắt một cái chảo, mà tại nhà mình có hai bếp ha, mình cũng bắt cái chảo này lên. Rồi mình cũng cháy cho cái phần tỏi nè cho nó thơm lên. Mình sẽ xào nấm á. Cà thì mình sẽ xào cho cà cho nó chín, cho nó nhừ ha, đặng cho nó ra được cái màu cho nó đẹp. Và bây giờ tỏi đã thơm rồi nè, thì mình sẽ cho hết cái phần nấm ha, mình cho vào. Rồi mình sẽ cho gia vị vào đây luôn. Mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối thôi. Rồi mình sẽ cho một muỗng cà phê đường. Bột ngọt cũng nửa muỗng cà phê. Hạt nêm chay mình cũng cho một muỗng cà phê luôn. Thì mình làm á, mình nấu nướng thì mình sẽ tự liếm liếm là cho vừa khẩu vị nhà mình ăn ha. Mình sẽ bắt cái nồi đậu nành nè, mình sẽ nấu. Mình nấu cho, khi mà mình nấu là mình cũng phải khuấy nha các bạn. Mình khuấy cho cái phần đậu nành cho nó đều lên. Chứ để nhiều khi là cái phần tinh bột của đậu nành á, nó đóng ở dưới một cái đáy nồi á, thì mình nấu mình không quậy thì nó sẽ khét ha. Cho nên đó là mình sẽ quậy. Mình đợi khi nào mà cái phần đậu nành mà nó chín á, nó sôi lên á, thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Thì mình cũng chuẩn bị một cái chén ha, thì mình sẽ dắt hết hai trái chanh vào trong một cái chén này. Rồi sau đó mình sẽ cho muối vào, mình sẽ quậy cho cái phần muối này với chanh nè cho nó đều lên. Một hồi mình sẽ cho vào trong cái đậu nành á, đặng mình làm giống như là thay thế bằng cái cua đồng đó các bạn, giống như mình làm cái riêu cua đó, nhưng mà mình làm bằng đậu nành nha. Ví dụ nếu mà ở nhà mình không có chanh thì mình có thể là mình thay thế là me nè, hoặc là giấm gì đó cũng vẫn được, nhưng mà phải có muối nha. Và mình sẽ cho cái phần muối nè, mình sẽ cho vào đây hết luôn. Rồi sau đó mình sẽ quậy lên. Tại vì là khi mà mình làm cái phần đậu nành á, mình muốn làm thành một miếng đậu hũ, mình cũng sử dụng như cách như vậy nha. Tại vì mình sử dụng có chanh như vậy này, có tạo có chất chua đó, thì mình sẽ làm ra được cái miếng đậu hũ nè, hoặc là mình làm ra cái giống như là một cái miếng riêu cua vậy đó, dạng như riêu cua chay ha. Thì giờ mình quậy cho cái phần nước muối này cho nó tan ra hết. Rồi sau đó thì đậu nành mà sôi rồi á, thì mình sẽ cho vào trong cái nồi đậu nành của mình nha.
đậu nành nó bây giờ đã sôi rồi nè, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước chanh với muối vào nha. Mình cho rồi thì mình cũng quậy cho nó đều lên tí xíu, và sau đó là mình sẽ để riêng đặng một hồi là cái phần đậu nành nó sẽ tự động nó tách nước ha. Đây là cái bọt của nó nè các bạn, hồi nãy giờ mình quậy á nó có bọt ha. Nè các bạn thấy nè, bây giờ cái phần nồi đậu nành của mình là chuẩn bị là nó tách nước nè, là nó sẽ làm thành, nó tạo thành một cục đậu hũ á các bạn. Cho nên là mình sẽ làm tận dụng, mình lấy cái này nè là mình làm cái riêu chai đó các bạn thấy nè. Đó, thấy không bạn, thấy là mình vừa cho chanh vào ha, là mình nấu chừng 1 phút thôi là bắt đầu là cái phần đậu hũ, là cái đậu nành nó sẽ từ từ nó sẽ tách nước. Nhưng mà mình không, nếu mà mình làm thành miếng đậu hũ thì mình sẽ đổ cái phần nước này ra, mình cho vào một cái khuôn á, là tự động là mình sẽ làm, mình ép xuống là thành miếng đậu hũ. Nhưng mà mình không phải làm đậu hũ thì mình sẽ lấy luôn cái phần nước đậu nành, lấy luôn để cho giúp cho cái phần nước cho nó có cái độ ngọt. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ là nó sẽ tạo rồi đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đùa nó qua một bên ha, mình cho nó có một cái lỗ chính giữa như vậy nè. Rồi mình sẽ cho mà cái cà hồi nãy là mình xào nè, cái màu á, mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ quậy nhẹ nhẹ ha, sẽ quậy nhẹ nhẹ ở dưới cái đáy nồi thôi, chứ mình không có quậy cho nó mạnh, sợ nhiều khi nó bể cái phần cua. Rồi mình sẽ cho núm vào đây luôn, núm đậu hũ gì đó mình sẽ cho vào hết luôn. Cho vào đây hết luôn. Và mình sẽ cho nước dừa vào đây luôn. Đặng nhiệt nó có cái phần nước, tại vì mình ăn cả nhà đó, cho nên đó là mình sẽ nấu cho nước nó nhiều nè. Rồi, bây giờ là mình sẽ nêm nếm. Bây giờ cho nước nó sôi lên ha, rồi mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nhà mình ăn thôi. Nhưng mà mình thấy là chắc chắn là nó lạc, tại vì hồi nãy giờ mình chưa có nêm gì trong đây hết, mình chỉ có nêm trong cà với trong núm thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho một muỗng cà phê muối ha. Với lại một nửa muỗng cà phê bột ngọt. Mình sẽ cho là một muỗng cà phê hạt nêm nè. Với mình sẽ dằn thêm một ít đường. Rồi mình sẽ cho cà chua vào đây luôn ha. Bây giờ là cái nồi nước lèo của mình á, khi mà nó sôi lên nữa mình nêm nếm nữa là mình sẽ ăn được rồi đó các bạn. Thì mình nêm nếm á, cũng đã vừa ăn rồi ha. Thì mình sẽ cho một ít hành phi nè. Mình sẽ cho một ít thôi để cho nó thơm á các bạn. Với hành lá mình sẽ cho vào đây hết luôn. Đó, các bạn thấy là cái nồi bún riêu của mình á, nhìn nó có hấp dẫn hay không ha. Thì bây giờ á, là mình sẽ nấu nước trụng bún, rồi sau đó thì mình sẽ múc ra tô cho tụi nhỏ nó ăn, rồi cả gia đình mình cùng ăn luôn. Khi mình thấy có bọt như vậy nè thì mình sẽ hớt cái phần bọt mình bỏ bớt nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành này cho nó chín. Mình sẽ dặn lửa cho nó nhỏ lại ha. Rồi bây giờ là cái nồi nước lèo của mình nó xong rồi ha. Bún thì mình cũng đã trụng rồi. Thì mình sẽ gắp vào trong tô nè. Để mình sẽ múc ra một tô ăn. Đây bún á, mình cũng mới vừa trụng xong nè.
Rồi bây giờ là mình sẽ múc một ít riêu. Cái riêu nè các bạn. Cái này riêu tàu hũ nha, chứ không phải riêu cua ạ. Với lại vừa có nấm nè, với lại đậu hũ. Rồi bây giờ mình sẽ chan cái phần nước thôi. Tô bún riêu chay của mình đã múc xong rồi ha. Đây bây giờ là mình sẽ đem lên nhà trên mình sẽ dùng thử nha. Rồi bây giờ cái tô bún riêu mình đã múc xong rồi ha. Thì bây giờ má mình là cũng đang ở dưới nhà sau đang múc cho mấy đứa nhỏ ăn á các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dùng thử cái tô này trước nè. Nè các bạn nhìn nè cái tô bún riêu của mình nè. Đó. Nhìn có hấp dẫn hay không ha. Đó. Nó rất là thơm. Đây là cái riêu tàu hũ nè các bạn. Đây cái riêu tàu hũ nè, đó nó dính lại như vậy nè. Nhưng mà hồi nãy á, là mình làm cái đậu hũ mình để một mé như vậy á. Cái khi mà mình để nấm nè với lại đậu hũ vào á thì cái đậu hũ nó sẽ dính vào trong cái phần riêu luôn nè. Đó cho nên đó là nó hơi bị bể ra tí xíu nhưng mà cũng không sao ha. Thì mình sẽ dùng thử cái tô bún riêu chay á. Ăn xem như thế nào ha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình nha. Rồi bây giờ là mình sẽ gắp một ít bún nè với rau mình ăn thử nha. Ăn nói thì nó rất là ngon các bạn. Tại vì á là ở nhà mình nấu á là vừa khẩu vị của mình ăn, cho nên đó là mình ăn thì cảm giác rất là ngon. Nhưng mình cảm thấy rất là ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ hấp thử cái phần nước nè. Cái nước cũng vừa ăn nữa. Nếu mà các bạn mà thích ăn chua hơn thì mình có thể là dắt thêm một miếng chanh nè. Hoặc là mình sẽ thêm một ít hoặc là mình ăn me cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần riêu đậu hũ nha. Cái phần riêu đậu nành á mình ăn thì nó rất là béo các bạn, ăn nó rất là ngon là lạ nữa. Thì video của mình á là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đến thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Như cũng là gần tới gần tháng giêng rồi đó các bạn. Mình cũng nấu một nồi như vậy cho cả nhà mình dùng thử ha. Rồi mình xin chào cả nhà.